Và ok, ở video hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của thị trường crypto. Từ ban đầu là Bitcoin ra đời, sau đó là những cái đồng coin mà học theo cái mô hình của Bitcoin, đó là coin DAO này, rồi là một số đồng coin trên thanh toán này. Và sau khi mà có những cái hạn chế, đó là những cái đồng coin đó thì nó chỉ phát triển ở một mảng thôi, thì Ethereum ra đời, nó khắc phục những cái điểm yếu đó, nó có smart contract để cho các cái dự án, các cái đồng coin có thể là xây dựng trên đó và phát triển, đúng không? Và khi mà ETH thành công như vậy thì hàng loạt những cái đồng coin, những cái dự án khác học theo cái mô hình của ETH, và nó cũng thấy ra những cái khuyết điểm của ETH mà còn tồn tại, như là tốc độ chậm này, phí giao dịch cao, hay là khả năng mở rộng còn hạn chế này, đúng không? Thì chúng ta đã thấy rằng là có rất là nhiều những cái dự án layer 1 ra đời mà mong muốn là sẽ thay thế ETH, hay là mong muốn là sẽ bá chủ ở cái lĩnh vực, ở cái mô hình mà ETH nó đang làm, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là đến năm 2017, 2018 thì có rất là nhiều những cái dự án layer 1 ra đời, đúng không? Và cùng với đó là những cái chain ICO, những cái dự án mà chỉ cần là có cái website này, có một cái white paper nói về dự án là có thể là gọi vốn được rất là nhiều triệu đô, và những đồng coin đó khi mà lên sàn thì ích rất là nhiều, đúng không? Đó thì cái quá trình hình thành của thị trường này thì nó rất là cơ bản thôi. Nó từ cái việc là tạo ra thị trường này, tạo ra những cái game, và sau đó là khi những cái dự án ra đời, những cái mảng để mà thu hút dòng tiền ra đời ấy, nó gặp vấn đề gì thì sẽ có cái để mà giải quyết khắc phục cái vấn đề đó. Thì đó là cái quá trình tất yếu của sự phát triển, đúng không? Trong bất cứ một cái lĩnh vực gì cũng vậy thôi. Thì khi mà có vấn đề, ai giải quyết được vấn đề đó thì người đó sẽ có được sự chú ý và có được tiền, đúng không? Đó thì mọi người thấy rằng là ETH giải quyết cái vấn đề là có thể giúp rất là nhiều cái dự án có thể xây dựng trên đó này. Sau đó thì nó phát sinh ra là khi mà có nhiều dự án cùng chạy trên đó thì nó sẽ rất là chậm, cũng như là phí nó rất là cao, đúng không? Thì các cái dự án khác nó nhìn ra và nó muốn là nó cũng làm như ETH, nhưng mà nó sẽ làm nhanh hơn, nó sẽ làm giảm phí đi, đúng không? Đó là cái câu chuyện mà cái thời điểm ban đầu đó, những cái dự án ra đời và những cái dự án tiếp theo nó khắc phục những cái mà dự án trước còn tồn tại, cũng như là cái chain ICO thì đó là những cái game để mà thu hút dòng tiền này vào thị trường, đúng không? Thì mọi người thấy rằng là mọi người cứ kháo nhau là mua một đồng coin này sau đó nó x hàng trăm hàng nghìn lần, thì đó chính là cái động lực để mà thu hút dòng tiền vào thị trường. Ngoài ra những cái game ăn theo theo dạng là đa cấp, theo dạng là lending trả lãi các kiểu đó, thì nó cũng góp phần là giúp cho nhiều người mới biết đến thị trường hơn, cũng như là đổ tiền vào thị trường này để mà cùng nhau gọi là tạo ra một cái chu kỳ bùng nổ ở năm 2017, 2018, đúng không? Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp từ năm 2017 đến năm 2021 xem là thị trường này nó đã phát triển như thế nào. Chúng ta phải hiểu về cái sự hình thành từ quá khứ thì chúng ta mới biết được rằng là nó đang đi đến cái nào và cái tiếp theo nó cần giải quyết là gì, đúng không? Rồi, nói ra giống như vậy thôi để mà các bạn có thể hiểu được cái tầm quan trọng của nó, để mà các bạn đào sâu vào, các bạn tìm hiểu, để giúp các bạn có thể là có được một cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường này. Các bạn hiểu thị trường hơn, từ đó thì các bạn mới có thể là dự phóng nó tốt hơn, nó chuẩn hơn, và có thể là có cơ hội kiếm lợi nhuận tốt hơn ở cái chu kỳ sắp tới nhé. Rồi, và như thường lệ, nếu đây là lần đầu tiên mà bạn xem video trên kênh thì rất là mong bạn ủng hộ kênh bằng cách là ấn like video cũng như là ấn đăng ký kênh. Và đây cũng là cách để mà các bạn có thể đón xem được những cái video mới nhất từ kênh nhé. Và tiếp theo cái câu chuyện là thị trường bùng nổ vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, và rất là nhiều đồng coin đã tăng trưởng rất là mạnh. Sau đó thì thị trường đi vào downtrend, thì đây là lúc mà cá voi cá mập bắt đầu xả hàng, và những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta là bắt đầu ôm altcoin từ đây xuống đến dưới này, đúng không? Và sau khi mà ôm một thời gian dài thế này thì thị trường tạo đáy này, cũng như là đi lên hồi một chút, sau đó thì lại sideways giảm dần và test lại đáy, sau đó thì tăng dần và đi lên tăng trưởng mạnh ở năm 2021, đúng không? Và trong cái quá trình này thì có rất là nhiều những cái đồng coin mà đã tăng trưởng rất là nhiều ở cái chu kỳ năm 2017 18 này, nhưng mà cả một cái giai đoạn dài này thì nó giảm dần, và rất là nhiều những đồng coin có thể nói là đã đi vào lòng đất luôn và không có thể nào tăng trưởng trở lại nữa, đúng không? Và tất nhiên thì vẫn còn một số đồng coin, một số dự án là vẫn tiếp tục phát triển và xây dựng trong downtrend này để mà hướng tới cái chu kỳ tiếp theo là năm 2021, đúng không? Và nếu như mà bạn nào đã ở trong cái giai đoạn là năm 2021 này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái đồng coin ở năm 2017 này thì không còn nhiều nữa.
còn một số đồng coin tốt và nó tiếp tục làm việc thì nó mới có sự tăng trưởng lại thôi. Tuy nhiên nếu mà các bạn xem lại thì những cái đồng coin đó, rất ít đồng coin mà nó có thể là phá cái đỉnh cũ của năm 2017 đúng không? Chúng ta chỉ thấy sự ghi nhận thành công nhất đó là cái đồng ADA đúng không? Một đồng coin layer 1 mà phát triển từ những cái năm 2017 và sau đó thì nó giảm rất là nhiều trước khi mà bùng nổ và tăng rất là mạnh lên cái mức 3 đô ở năm 2021. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại là những đồng coin top 10 ở cái giai đoạn là cuối năm 2017, đầu năm 2018 với lại là những đồng coin top 10 ở trong cái giai đoạn bùng nổ 2021 để chúng ta xem được cái sự vận động, sự biến đổi của thị trường này, những đồng nào đã ra khỏi top, những đồng nào đã nhảy vào top 10 này đúng không? Thì phần này là cái phần của tháng 1 năm 2018 này, còn bên này là năm 2021 nhá. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là BTC vẫn dẫn đồng này, nhưng mà vị trí thứ hai đã thay đổi này, Ethereum đã vươn lên vị trí thứ hai này, cũng như là thứ ba là BNB này đúng không? Thứ tư là ETH. Đó, thì mọi người đã thấy sự thay đổi chưa? Cái đồng BCH này này là đứng ở vị trí thứ tư năm 2018 mà bây giờ nó đã bị đẩy ra khỏi top 10 này này. Cũng như là cái đồng SEM này, LTC này, TRX này, XLM, MIOTA này đúng không? Thì đến năm 2021 nó không còn ở trong top 10 nữa, mà lúc này nó chỉ còn là XRP bị tụt xuống vị trí thứ 7 và ADA thì vị trí thứ 5, thì năm 2021 thì vẫn ở vị trí thứ 6 đúng không? Và chúng ta cùng xem là ở năm 2021 này thì những đồng coin nào nó vào vị trí top 10 và thay thế những cái đồng coin cũ ở cái chu kỳ 2017-2018 nhá. Thì đầu tiên chúng ta thấy là có Binance Coin này, cái đồng BNB của sàn Binance đúng không? Thì đây là một cái đồng coin sàn rất là thành công và nó có rất là nhiều tiện ích các thứ thì các bạn cũng đã biết rồi, thì mình sẽ không nói sâu về cái này nữa. Tiếp theo là chúng ta thấy ở đây xếp vị trí thứ tư đó là Tether USDT, cũng như là vị trí thứ 8 đó là USD Coin, USDC đúng không? Thì cả hai cái này là stable coin, tại sao nó lại vào top như thế này? Thì khi mà thị trường bùng nổ ấy, cái nhu cầu giao dịch giữa Bitcoin, Altcoin và USDT thì nó đã bùng nổ và nó có nhu cầu rất là lớn. Đây là lý do mà tại sao lại hai cái đồng stable coin này nó lại có vốn hóa tăng trưởng rất là mạnh cũng như là nó lọt vào top 10 đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là ở năm 2017 này các cặp giao dịch chủ yếu là Bitcoin với lại Altcoin thôi. Lúc đấy thì stable coin nó vẫn chưa được sử dụng nhiều. Do đó thì lúc này thì cái vốn hóa của stable coin nó vẫn rất là ít, cũng như là lúc đó thì mới có Tether là chủ yếu thôi đúng không? Thì các bạn thấy là cái nhu cầu của thị trường nó phát triển từng ngày và những cái gì mà cần thiết thì nó sẽ được đáp ứng và nó sẽ tăng trưởng đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy có USDT cũng như là USDC này. Thì nói ở đây thì mình không bảo là các bạn đầu tư vào stablecoin đâu nhá. Mà ở đây thì mình muốn cho các bạn thấy rằng là những cái nhu cầu của thị trường nó sẽ được đáp ứng thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong cái top 11 này thì có rất là nhiều những cái dự án về layer 1 đúng không? Về nền tảng và về những cái mà ETH đang làm cũng như là cải thiện những cái mà ETH nó còn tồn tại như là phí cao này, khả năng mở rộng hạn chế này cũng như là tốc độ giao dịch đúng không? Thì ở đây thì ETH không nói này, chúng ta thấy có Binance Coin nhé. Thì BNB này ngoài cái việc là coin sàn của sàn BNB thì nó còn là coin của một cái blockchain layer 1 rất là mạnh, đó là Binance Smart Chain đúng không? Rồi tiếp theo là Solana này, rồi là Cardano này, Polkadot này, Avalanche này đúng không? Thì Avalanche top 11 nhưng mà nó cũng gần vào top 10 rồi thì mình cũng kể luôn. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái dự án layer 1 khác như là Near Flow hay là Celo hay là Hera các thứ nữa đúng không? Thì có rất là nhiều luôn. Thì mọi người thấy rằng là cái trend ở cái thời điểm mà năm 2021 này thì nó là cái trend blockchain layer 1. Nhưng mà mọi người cũng thấy rằng là lúc này nó không còn là những cái blockchain mà nói là killer ETH hay là thay thế ETH nữa, mà lúc này các cái dự án về layer 1 họ đã nhận ra một điều rằng các cái dự án phát triển trên Ethereum thì rất là mạnh và đa phần đều sinh ra từ Ethereum, nên là những cái dự án này họ không có cái ý định thay thế Ethereum nữa, mà họ sẽ làm cái đó là những cái cầu chuyển tài sản từ Ethereum sang cũng như là
những cái blockchain có EVM thân thiện với lại là những cái dự án ở trên Ethereum để mục đích là thu hút những cái dự án đó sang cái nền tảng của mình một cách dễ dàng. Thì mọi người thấy là đa phần các dự án thì đều có tương thích với EVM đúng không? Từ việc ban đầu đó là muốn thay thế, muốn gọi là chiếm cái thị phần đó, nhưng mà sau này không làm nổi thì chuyển sang cái hướng là thân thiện với nó và cũng như là tìm mọi cách để hút các dự án từ bên đó sang cái dự án của bên mình đúng không? Đó là cái xu thế về cái blockchain layer 1 cái thời điểm đó nhé. Và ngoài cái xu hướng là layer 1 thì chúng ta cũng thấy ở đây có Dogecoin và Shiba Inu đúng không? Đã có lúc thì hai đồng coin này nó vào top 10 vốn hóa thị trường. Thì mọi người thấy là cái việc là một cái đồng coin meme nó cũng rất là quan trọng cũng như là nó thu hút được rất là nhiều sự chú ý đúng không? Cái thời điểm đầu ấy, thì Dogecoin với lại là Shiba nó đã tăng rất là mạnh và x rất là nhiều lần đúng không? Mọi người có thể là xem lại đúng không? Thì đó cũng là một cái xu hướng. Và đến thời điểm hiện tại thì cái trend meme thỉnh thoảng nó vẫn bùng lên rất là mạnh. Và điển hình là cái thời điểm vừa rồi đó là PP đúng không? Và tiếp theo một cái nữa mà cũng có thể là trend và bùng nổ rất là mạnh đó là Luna. Thì ở cái thời điểm đó thì mọi người có thể là kiếm lợi nhuận với Luna này rất là nhanh bằng cái việc là chúng ta mua Luna, sau đó thì chúng ta sẽ min thành UST là một cái stablecoin, sau đó thì đem cái UST đó đi gửi lấy lãi ở trên Anchor Protocol với lại lãi 20% một năm. Sau đó thì khá là nhiều người đã làm cách này để mà có thể là lấy lãi đúng không? Và từ đó thì cái nhu cầu mua Luna nó tăng lên rất là nhanh. Do đó thì cái đồng Luna này thì nó cũng tăng rất là nhanh. Nhưng mà rồi thì không có niềm vui nào mãi mãi. Khi mà Luna UST sụp đổ thì rất là nhiều người đã mất rất là nhiều tiền ở cái vụ Luna này. Đồng thời là nó cũng kéo thị trường giảm rất là mạnh ở cái thời điểm mà nó sụp đổ đúng không? Nhiều người thì mất tiền vì Luna, những người mà không vào Luna thì cũng mất tiền vì cái thời điểm đó giá của các cái đồng coin nó cũng giảm theo rất là nhiều, thì cái Luna này nó còn sẽ được nhắc đến rất là nhiều nữa. Đó thì nếu mà bạn nào chưa biết thì chúng ta cũng có thể là hiểu qua được Luna đúng không? Và rồi, và chúng ta sẽ không thể nào mà không nhắc đến được DeFi ở những năm 2021 đúng không? Cái trend DeFi đó là một cái trend rất là mạnh và kéo dòng tiền vào đây rất là nhiều. DeFi thì tức là Decentralized Finance, tức là tài chính phi tập trung đúng không? Thì lúc này mọi người có thể là kiếm tiền ở cái trend DeFi này rất là nhiều, nên là nó đã phát triển rất là mạnh và thu hút cũng khá là nhiều vốn vào thị trường này. Thì với DeFi thì chúng ta có thể là farming này, staking rồi là lending, borrowing đúng không? Thì rất là nhiều, thì các bạn có thể là xem lại DeFi là gì. Thì ở đây thì mình chỉ có nhắc đến thôi chứ chúng ta không thể nào mà giải thích cặn kẽ từng cái một tại vì nó sẽ rất là dài đúng không? Và tất nhiên rồi, khi mà DeFi phát triển thì những cái dự án, những cái đồng coin về cái mảng DeFi thì nó cũng sẽ tăng trưởng rất là nhanh đúng không? Như là SushiSwap này, hay là Uniswap, hay là Cake này, rồi là rất là nhiều những cái đồng coin khác nữa, tại vì DeFi nó là một cái trend khá là lớn và cũng một thời gian khá là dài ấy. Đồng nghĩa với đó cũng rất là nhiều những cái dự án rác, những cái dự án ăn theo mà mọi người bỏ tiền vào farm xong một thời gian nó rug pull này các thứ rồi là nó đã đi về lòng đất ấy. Thì tất nhiên là cái gì thì cái ấy. Ở bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, khi mà có dòng tiền, cái gì mà kiếm được lợi nhuận thì chắc chắn là sẽ có những cái dự án ăn theo, và những cái dự án đó thì nó sẽ có thể là scam bất cứ lúc nào, nên là các bạn luôn luôn ghi nhớ cho mình nhé. Và vào những năm 2020, 2021 thì thị trường này nó đã lớn hơn rất là nhiều, cũng như là về vốn hóa cũng có sự tăng trưởng rất là nhiều, và dòng tiền đổ vào đây nhiều thì nhà cái cũng như là các nhà tạo lập thì họ sẽ không muốn là có thể là kết thúc nhanh như vậy sau một thời gian chờ đợi rất là dài lên tới 4 năm đúng không? Và tất nhiên dòng tiền nó sẽ tìm mọi cách để mà nó có thể là tồn tại lâu cũng như là tạo ra nhiều những cái vòng xoay để mà có thể là kiếm được lợi nhuận nhiều hơn cho những nhà tạo lập. Và khi mà cái chain DeFi nó lắng xuống thì nó đã có thêm rất là nhiều những cái chain khác như là Memecoin này, NFT, Metaverse, GameFi, IDO vân vân. Thì ở những năm 2017 là chain ICO, còn ở những năm 2020, 2021 đó là chain IDO. Thì về cơ bản nó vẫn là giống nhau thôi. Nó là bán những cái đồng coin, những cái token thôi. Nhưng mà về sau này nó sẽ chuyển sang những cái hình thức khác để mà nó phù hợp hơn với lại là sự phát triển của thị trường. Và vào những năm 2021 thì rất là nhiều những cái nền tảng IDO ra đời và cũng có những cái đồng coin mà nó tăng trưởng rất là mạnh. Và cùng với IDO đó là những cái nền tảng low pool low pass thì nó cũng rất là phát triển, và đặc biệt là low pool low pass ở trên sàn Binance.
và một cái nơi mà là bệ phóng của rất là nhiều những cái dự án mà tăng trưởng rất là mạnh là chúng ta cũng không thể không kể đến được, đó là Coinlit, một cái sàn mà hồi đó bán những cái đồng coin nào là cái đồng coin đó tăng rất là nhanh. Tuy nhiên thì sau này thì khi vào downtrend thì cái lợi nhuận của những cái dự án được list trên Coinlit nó giảm đi, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào quên được Coinlit là nơi của những cái dự án đã từng tăng trưởng rất là mạnh, cũng như là một thời mà rất là nhiều người đổ xô đi mua Coinlit để mà mong mua được những cái dự án ở trên đó, đúng không? Và ngoài những cái trend như mình đã kể trên thì ở những năm 2020, 2021 cũng có một trend mà cũng thu hút được rất là nhiều người, cũng như là mọi người cũng có thể là kiếm được số tiền kha khá, đó là trend Aerobe Rejected. Thì cái Aerobe này thì nó đã có từ rất là lâu rồi, nhưng mà trước đây thì các dự án Aerobe đơn thuần bằng việc là sẽ tặng một số đồng coin cho những người mà đăng ký dự án hay là đăng ký qua list các thứ, nhưng mà những cái này thì về sau nó không còn được các dự án gọi là sử dụng nhiều nữa, mà các dự án chuyển sang cái hình thức Rejected, tức là sẽ tặng cho những cái người mà đã trải nghiệm dự án, trải nghiệm những cái mà dự án nó đang ở giai đoạn là testnet ấy. Thì sau khi mainnet thì nó tặng coin cho những người mà đã sử dụng dịch vụ của nó ấy. Và khởi đầu cho những cái Rejected Aerobe này đó là ở những cái dự án là về DeFi, thì có những cái Aerobe khủng như là Uniswap hay là Oneinc và một số những cái dự án khác nữa. Và về sau này thì những cái dự án Layer 1, Layer 2 cũng Aerobe rất là khủng. Thì đó mọi người có thể thấy rằng là qua những cái giai đoạn phát triển của thị trường thì những cái nó vẫn là cơ bản thôi, nhưng mà nó sẽ đi theo một cái hướng khác để mà phù hợp hơn với sự phát triển của thị trường. Và cái trend Rejected thì thời điểm đó cũng thu hút được rất là nhiều người đến với lại là blockchain, đến với lại là crypto thông qua cái việc là săn Rejected như vậy. Thì mọi người đổ xô đi là trải nghiệm cái dự án, thì từ đó các dự án có nhiều người biết đến hơn, và nhiều người biết đến hơn thì chắc chắn là sau này thì các dự án cũng có thể là kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Rồi thì vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua một số trend ở năm 2021 đúng không? Tất nhiên là nó chưa thể nào mà đầy đủ được, tại vì phạm vi một cái video thì mình cũng không thể nào mà nói hết được cả một cái chu kỳ rất là thành công và tăng trưởng rất là mạnh như vậy được, thì mình chỉ điểm qua để mà các bạn hình dung lại thôi. Còn cơ bản thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thị trường này nó bắt đầu phát triển từ Bitcoin, và sau đó là một số những cái đồng coin mà học theo cái mô hình của Bitcoin, cũng như là sau này khi mà Ethereum phát triển ấy, thì nó xảy ra những cái vấn đề, đó là nhiều dự án xây dựng trên đó thì nó sẽ phát sinh ra cái nhu cầu, đó là phí cao rồi là khả năng mở rộng cũng như là tốc độ chậm ấy. Thì lúc đó thì có những cái dự án Layer 1 khác mong muốn là sẽ cải thiện được những cái yếu điểm đó của Ethereum, cũng như là muốn thay thế nó để giành lấy cái thị phần đó, nhưng mà các dự án đó thì nó không thành công được. Và sau này đến những năm sau này gần 2020, 2021 thì các dự án thấy là cái việc là thay thế Ethereum thì rất là khó, tại vì Ethereum đã rất là mạnh và rất là nhiều những dự án lớn đã xây dựng ở trên đó rồi, và các dự án này thì phát triển theo hướng là thân thiện với Ethereum bằng cách là tạo ra những cái dự án tương thích với máy ảo EVM để mà có thể là thu hút những cái dự án ở bên Ethereum sang bên những cái dự án của họ để tận dụng được cái tốc độ cũng như là phí giao dịch và khả năng mở rộng. Và vào lúc đó thì những cái dự án đó cũng rất là thành công với cái mô hình đó của mình, và sau này thì nó tiếp tục phát triển nữa bằng cách là những cái dự án Layer 2 phát triển trên Ethereum, và cái Layer 2 đang hứa hẹn là cái trend ở cái chu kỳ tiếp theo. Và ở cái này thì mình sẽ nói đến ở cái video sau nhé. Ở video sau thì mình sẽ nói đến những cái gì mà vẫn còn đang tồn tại, những cái gì mà có thể là trend ở cái hai mùa tới, thì ở video sau mình sẽ gửi đến các bạn về cái nội dung này. Còn chúng ta sẽ sâu chuỗi lại thì về cơ bản lúc ban đầu đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là thị trường phát triển ngày càng lớn dần lên đúng không? Chúng ta thấy lớn cả về quy mô dự án, lớn cả về quy mô về vốn hóa đổ vào thị trường này, cũng như là lượng người biết đến cái thị trường này đúng không? Cứ sau mỗi 4 năm thì nó đã tăng lên rất là nhanh. Và chúng ta cũng đang kỳ vọng là ở cái chu kỳ Ascend sắp tới thì cái lượng người biết đến này, lượng dự án cũng như là lượng tiền đổ ở đây nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với lại ở cái chu kỳ trước, để mà chúng ta có thể là kiếm được lợi nhuận sau những cái thời gian chúng ta kiên trì học tập, sau những cái thời gian chúng ta kiên trì bám sát thị trường rồi là chờ đợi đúng không? Và một cái nữa thì mọi người cũng phải chú ý, đó là ấy, trong bất cứ cái thời kỳ nào thì nó cũng sẽ có những cái mô hình, nó sẽ có những cái game để mà thu hút dòng tiền vào đây. Tại vì cơ bản cái thị trường crypto này nó vẫn là một cái game tài chính thôi, tất cả nó được tạo ra để mà kiếm tiền, nên là đa phần những cái dự án nó được tạo ra
để mà thu hút dòng tiền vào, sau đó thì nó sẽ bị thay thế bởi những cái dự án khác nó tốt hơn, nó phù hợp với công nghệ hơn, nó hay ho hơn. Nên là nếu như mà bạn nào mà vẫn còn gọi là tin tưởng vào công nghệ quá, chúng ta hold to die với lại những đồng coin mà từng xịn sò các thứ, thì các bạn cũng có thể là suy nghĩ lại khi mà các bạn đã xem cái view này cũng như là cái video hôm qua của mình, đúng không? Qua mỗi một những cái chu kỳ thì những cái dự án nó đã bị thay đổi rất là nhiều. Những cái dự án mà không còn theo được trend, những cái dự án mà không có cái nội lực, không có cái hướng đi đúng thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ bị đào thải. Và thay vào đó là những cái dự án mới, những cái dự án mà tốt hơn, đúng không? Và đồng nghĩa với những cái dự án mà không theo kịp thì giá của nó sẽ giảm rất là nhiều. Và nếu như các bạn hold những cái đồng coin đó thì các bạn sẽ bị thua lỗ rất là nhiều, đúng không? Do đó thì các bạn cũng nên là tìm những cái đồng coin mới nó hợp trend hơn, nó là cái tương lai thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận tốt hơn cũng như là tránh được cái nguy cơ đu đỉnh dài hạn, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là để mà bắt đầu một cái trend nào đó thì nó không phải là ngày một ngày hai đâu, mà nó cần có cái sự chuẩn bị, có cái sự hình thành từ rất là lâu, đúng không? Thì các bạn thấy là để mà có thể là có những cái dự án blockchain layer 1 bùng nổ ở những năm 2021 thì nó đã có cái sự hình thành từ những năm là 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 rồi, đúng không? Đó, nó cần cả một cái quá trình chứ không phải là đùng một cái mà một cái chain nó bùng nổ như vậy được. Cũng như là cái chain DeFi thì nó cũng có sự hình thành từ những năm là 2015, 2016 rồi, đúng không? Nó đáp ứng cái nhu cầu là mọi người có thể là phát triển cũng như là đưa những cái ngoài đời thật, những cái game tài chính ngoài đời thật vào thị trường này, đúng không? Cộng với lại là những cái chain như là GameFi thì cũng thế, hay là chain Memecoin này này đáp ứng cái nhu cầu tinh thần của mọi người, rồi là đáp ứng những cái mà kiểu như là mọi người muốn nhanh giàu ấy, muốn nhanh giàu mà chúng ta kiểu như xổ số ấy, đó kiểu đó. Thì tất cả những cái này nó đều là phục vụ một cái góc nào đó hoặc là một số những cái nhu cầu nhất định của mọi người. Thì đó là những cái mà mọi người cần là tập trung vào, mọi người đào sâu vào để mọi người tìm ra những cái mới, những cái nào mà nó có thể là giúp nhiều người biết đến cũng như là giúp kéo dòng tiền vào thị trường này. Và ok, thì qua hai video ngày hôm qua và ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu được cái quá trình hình thành và phát triển của thị trường rồi, đúng không? Nó từ những cái rất là bé thôi, sau này nó phát triển lên, và khi mà trong quá trình phát triển đó những cái gì khúc mắc thì nó sẽ có cái để mà tìm hướng giải quyết, và những cái mà giải quyết được những cái vấn đề đó thì là những cái mà sẽ tận dụng được dòng tiền, tận dụng được cái lợi nhuận, đúng không? Cũng như là nó sẽ luôn có những cái game, những cái để mà thu hút dòng tiền vào thị trường. Đó là cái chắc chắn rồi, vì đây là một cái money game mà. Do đó thì để mà có thể là tìm được những cái dự án bùng nổ, tăng trưởng mạnh về sau thì chúng ta cần tìm được cái vấn đề còn tồn tại của thị trường này và nó có thể được giải quyết bởi những cái dự án nào, cũng như là chúng ta cần phải tìm ra được những cái dự án mà có thể là đem lại lượng người dùng lớn, đem lại lượng tiền lớn vào thị trường để chúng ta có thể là đi trước đón đầu, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là để mà có thể là tận dụng được cũng như là thu hút được lượng người lớn vào thị trường thì những cái game nó phải là có cái tính là tò mò, có cái tính là kiếm được lợi nhuận, đúng không? Thì mọi người thấy là ở những năm 2021 thì những cái dự án như là trên Mutual này hay là trên GameFi thì mọi người muốn là vào đây để mà kiếm tiền, do đó thì nhiều người muốn vào kiếm tiền thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ mang tiền vào thị trường này rất là nhiều, đúng không? Đó, thứ nhất là nó phải có cái tính gọi là tò mò, cái mà cũng như là kiếm được tiền để mọi người có cái động lực, mọi người tìm hiểu, mọi người vào thị trường này. Cái thứ hai là nó phải đơn giản, nó phải gần gũi. Thì mọi người thấy rằng là crypto blockchain nó vẫn là một cái gì nó hơi khó đối với lại người bình thường. Do đó thì một cái dự án mà muốn tăng trưởng mạnh, muốn thu hút được nhiều người thì nó phải làm sao mà thật là dễ, mọi người ai ai cũng có thể là vào được, có thể là sử dụng được, có thể là bỏ tiền vào đấy để mà kiếm tiền được thì nó sẽ dễ hơn. Do đó những cái dự án kiểu như là game này thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn, và cũng có thể là mùa sau thì GameFi nó vẫn sẽ có những cái đóng góp nổi bật cho cái việc là thu hút dòng tiền cũng như là lượng người vào thị trường. Rồi thì cơ bản thì việc của chúng ta cần là
tìm những cái vấn đề còn khúc mắc của thị trường, cũng như là tìm những dự án nào mà có thể là đem lại dòng tiền cho thị trường, thì đó sẽ là nơi mà chúng ta có thể là kiếm được lợi nhuận rất là nhiều. Thì ở video này nó cũng khá là dài rồi, ở video sau thì mình sẽ làm một video riêng về những cái còn tồn tại của thị trường này, cũng như là những cái trend nào có thể là trend phát triển mạnh ở cái chu kỳ uptrend sắp tới nhá. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Nếu như mọi người thấy video hữu ích thì rất là mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách là ấn like video và ấn đăng ký kênh. Và đây cũng là cách để mà mọi người có thể đón xem được những cái video mới nhất từ kênh nhá. Và cũng như là trong quá trình mà theo dõi video, mọi người thấy là video còn thiếu sót điều gì, hay là mọi người có những cái đóng góp gì cho nội dung của video nó được phong phú và đa dạng hơn, thì rất là mong mọi người để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận của video để mà chúng ta cùng nhau thảo luận nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.